cho em nghe nè, tụi anh đi về Sài Gòn, về đây du lịch, không phải là ngu đâu, đúng không? Con gà này ở Sài Gòn nhiêu? 200 ngàn, mà về đây mua tới 500 ngàn. Mà em nghĩ sao? Làm con gà mà ăn không có được gì chứ, đường ngọt như là đường khoa học vậy đó, như nấu chè vậy đó. Lên con. Chào cả nhà nha, bây giờ bắt đầu cái giờ nhậu rồi nha mọi người ơi. Đó là nhậu đêm khuya nha, hôm nay anh Tuấn Nguyễn là chơi tới bến luôn. Cái nướng kìa là nướng heo. Đó. Đây không có biết đâu nướng má. Đó, đây có chế Dũng nè cả nhà. Ăn vú tá chanh đi ha. Bây giờ mà nhậu mà thiếu mồi á, qua bữa quyển cái. Bú hồi xỉn á, bia không có má. Đó. Chỉ trong sáng thằng đê luôn má. Nhậu đêm khuya chức đâu anh? Chức ơi, ra lấy tiền chức ơi. Nhậu đi hồi kể chuyện ma. Trời ơi, được ơi, bên đây có cái mộ luôn á. Đó. Đè trước mặt đó. Mình em biết mà. Có mộ. Có túp nhang không? Cái mộ của nhàn thôi mà. Đốt bình thường, có nhà mình cứ đốt thôi, có đốt. Tại tôi không thấy đốt bình thường. Nhà nồi đốt. Bởi vậy ý là có nhà sẵn mình đốt, cũng dễ. Nếu mấy bà lại đang ăn nhà, cái chén đũa nè, ăn nhậu với tụi nha, đừng nhát ma nhát miết gì chứ nha. Giấu dữ mà cho nên ờ, nãy bà đâu kể chuyện ma chứ. Hãy nói về tự nhiên đang không nghe chứ Dũng la. Tự nhiên đang ngồi nhậu đang hồi tự nhiên ở trên cái đọt cây có người xả tóc ca hát liễu lò. Đang nhậu vườn cây miền Tây xong đó. Chứ Dũng nhìn đi nhàn ca kìa đó, nhìn ra thấy nhàn ca luôn mà. Đúng không? Kể chuyện đêm ma. Đúng. Tới là đừng ngủ, đâu quá đi trừng phỏng. Trời ơi, đi chơi mà cứ vậy. Mấy coi mình bị ma cho bị ma trắng chứ. Sao? Kêu cửa. Tôi sỉnh vô là tôi tuột quần hết chứ nha. Trời ơi, trời. Đi chơi như vậy thôi. Giờ ở nhà sướng hơn không? Ờ. Đợt bà đi Nam Du cũng vậy nữa. Mình không có tay. Dũng ơi sao á? Bà ngồi bà gồng được hai lon. Xong lắc uống với mấy thằng bất kỳ. Giống như Phú Quốc không đi xe hơi được, Nam Du đâu đi xe hơi được hả? Dạ Nam Du không đi xe hơi được anh. Nam Du là anh chỉ đi xong. Qua đảo rồi, mình qua đảo. Trung Quốc thì cứ đi Nam Phú Quốc cứ đi bằng xe hơi, phải đi bên Hà Tiên á, kìa Hà Tiên có cho xe hơi qua. Ở đó đi trên có phà nó cho xe hơi anh lên luôn. Hà Tiên. Trời ơi, sới đang ăn mồi nha cả nhà. Ở này nó chỉ có địch, nó đâu có xe ông đâu. Cháu gà đêm khuya. Kể chuyện đêm khuya. Đó giờ chế kể một câu chuyện đi chế Dũng ơi. Có một nhóm YouTube ở Sài Gòn xuống quê. Một miền quê hẻo lắm. Đang gửi chuyện mình trời ơi. Đang vô cũng ngồi nhậu nửa đêm có một cô gái ngồi trên cây dừa hát tò tí te. Tò tí te nào? Con này. Cuối cùng ba chàng trai ra hãm cô gái đó. Thì ra cô ta là gái đêm. Đêm gì? Đêm gì thì không phải là bóng ma mà là gái đêm luôn. Đêm nào? đêm tự nhiên làm như sắp bất kinh sao cái bụng nó cân cân. Có thảo quá cân. Diêm hoài má từ sáng giờ luôn. Vậy hồi sáng à? Anh ba chích bà chết phải không? Mà chiếc sang tao 10 căn nhà tao cũng dám đụ anh. Thấy cái lực anh xỉu à. Chán cái clip của anh gửi cho chị Suka, gửi cùng luôn chị không gửi cho Tuấn Nguyễn rồi. Như là à cái đồ hả? Quá trời gọi lên cỡ đồ lên nhảy thôi. Quăng áo quăng cầm lum hết. Cỡ áo và hai cái áo quăng cầm lum là ra. Clip hot á. Chức ơi, ra lấy tiền chức ơi. Lên bông này chức ơi. Thôi bà ngồi đi má, ngồi đi má. Khỏi đậu chân á. Má vô má kêu lắc mất luôn má luôn. Đúng ý rồi. Bây giờ mày vô mày kêu nhiều với bà Châu vậy được chưa? Vậy. Để mày vô á. Không, má vô má kêu mập không? Kêu nhiều vậy hả? Không kêu. Dễ ngủ. Làm gì hồi nãy cho mình làm quay lên lợi là mình được hết một thùng rồi đó. Ừ. Chứ dụng. Ủa thùng thứ hai luôn vậy hả? Dạ. Uống
gì lạ dữ. Em lo thứ tư nè. Mấy ông Quỳnh mấy lon rồi? Quỳnh 2 lon. Nó con nhiều chơi nhiều, cả nhà chơi hết mình luôn nha. Nguyên gà mấy em trên kìa. Vô. Trời ơi còn. Để cho nó quay. Từ từ nó quay đi rồi lắc đầu. Còn nguyên tôi luôn đó còn. Để chờ Liêm với dậu của chúng ăn. Chứ tối ai phụ nữ đó là ăn. Cái ghế gì nhỉ, đừng nhảy ghế. Gì? Cái gì không nó có nhảy cái chừng kỹ ghế. Nhảy gì? Nhảy ghế. Clip nào? Clip là sáng trên xe. Clip quanh dậu ta. Quậy ra ăn xong lên. Đâu mà hàng nãy làm xe cái tầm cấp cuối em thích nè. Đằng cuối ngọt quá ngọt. Anh ngồi đằng cuối cao không? Cái làm gì kiểu xe 45 á. Đúng rồi, đúng rồi. Còn mũi kìa bà. Đêm đêm những ai đó gây ai tao ôm mày cái quay clip lên đi mà lên quay clip ủa quá không lên quay một clip cho tao vui mối tình ngàn trai đi đi trời ơi bỏ chơi dụng hấp diêm Quỳnh nè Quỳnh ơi đi gì bà vô cái quỷ. Chứ có thở gì hay không? Chứ có thở gì? Chích mẻo thôi mà chứ có thở thôi. Mở cửa rồi chứ. Mở cửa đi. Ừ. Ăn nhộng vô rồi quậy ra. Ê. Ta sống bên nhau trong hạnh phúc êm đềm. Đi ra những ai đã gây cho mối tình ngang trái. Chết. Bỏ đi chứ Dung ơi, bỏ đi. Ai đành lỡ là má Dung quậy quá vậy chứ Ý Quỳnh nằm bên kia nha cả nhà. Dậy gà khi tình yêu đến chúng ta bu qua bu lại bu li bu lìa gà má gương kia ngự ở trên tường gì nữa đến tao đâu biết tuồng nó đâu gì qua đây à, gương kia ngự ở trên tường ai đẹp gì hơn ta chứ không. Xưa kia ta đã biết chừng hôm nay bà tứng muôn phần đẹp hơn. Má nó còn má nó học mấy câu đấy thuộc vui lắm, má hát vui lắm. Bà hát đi. Nhà đóng bếp đi nè, đóng clip hai đứa xây xây giờ mà đóng clip nè. Cái gì? Clip xét. Ai coi mà. Ai chu lên, ai chu đít lên. Ừ. Giờ hai người. Không, hai đứa chúng nó thôi. Chiều tôi. Ai đam ai. Ai chém chú đít hơn ai đam ai. Chị đâm cưng. Vì tiếp không đủ tài. Có anh em. Điều. Mà cứ mang áo mà. Lên đi con. Chụp miếng bia. Nè. Phung. Phung vô đầu nữa nè. Không. Cũng ngoài. Ổng nha. Lên mày giỡn quá mày đọc đậu thêm chút cho cái gì vậy gì xong chút cái mày phun phèo mà cái nó bia mà còn trong họng mày. Em diễn hơi dụng về xíu. Vậy gì vậy? Nó là yến quần vậy. Tao. Không mà vui mà tính hay vui nha. Vui. Thì mấy anh em mình ra chơi vui thôi chứ đâu. Vô.
Dạ. 87 hả? À? Ê, bạn vui thiệt không? Cháu còn nguyên một tô đây nè. Chú đem ăn thiệt tô nguyên luôn á. Ngủ ngay giờ. Gì ngọt? Còn con mắt mày cháu ngọt cháu ngon á. Ngon gì hơn mà. Cái gọi ngọt quá. Hả? Cái gọi là ngọt quá. Ừ, mà không có dao cỏ gì nhìn nhìn thấy. Do cái chuối là như trúng cái hồn nha má. Nó đi qua tới kìa. Nó dở. Ừ, kéo lên, kéo lên. Đó, anh cứ nguyện vô quậy gì chứ cả nhà. Vô tạm vô nó vậy đó, anh đồ gì vô tạm vô. Hôm nay cũng vừa vừa nó ngọt quá. Ngọt quá. Vậy, hôm nay nó đá nhiều mà. Mà có lấy tiền không? Mà có lấy tiền không? Thấy. Đi ra ngoài. Sao chờ? Đó, không có tiền chứ mới ra nha, không có tiền thì chứ không ra nha. Có ra thì chết. Không ra đúng không? Tiền cái ra liền nè, thấy không? Rồi, chắc gì không đó. Ngồi giờ mọi người đang ngồi đây nhậu tiếp tục nha cả nhà. Gia tới rồi, gia tới. Thiên Mông gia tới rồi, chốt chốt. Chốt Thiên Mông gia tới. Bất lai một chiếc rồi. Em biết hả, sao trong đây có chanh nè, sao đâu có lụm gì tới đâu. Rồi, chứ ngồi ghế đi. Ăn xong mới quay xuống bóng chanh. Chào, chào không? Bà đứng đó đâu à? Cảnh. Lên quăng điện thoại luôn nha cả nhà ơi. Đó, anh cũng Nguyễn biết lai làm cái dảnh mà anh nóng quá. Đó, điện thoại anh quăng xuống đây nha. Cái rung rồi anh quăng luôn à, có nữa có nữa. Mở lên không được nó quăng nữa điên quá mày, để coi chỉnh lần cái mày xài cũng lâu rồi, lấy cái giấy chùi cho nó sạch sẽ đi. Cái muối này bỏ cái muối vừa ăn không chứ mở không dành. Vậy có không giấy không? À, không lấy giấy này chùi. Cái giấy kia trả đến tiền chưa của ta mà chùi. Dụng quá bức xúc rồi. Hello. Nè, tôi nói cho em nghe nè, tôi đi về Sài Gòn. Về đây du lịch, không phải là ngu đâu. Không? Con gà này ở Sài Gòn nhiêu? 200 ngàn. Mà về đây mua tới 500 ngàn. Mà em nghĩ sao? Làm con gà mà ăn không có được gì chứ. Đường ngọt như là đường khoa học vậy đó. Như nóng chè vậy đó. Mấy câu hỏi không? Bây giờ em xin lỗi anh cũng mất tiền rồi đúng không? Theo tiền đi. Ừ, em có chịu được thôi, hay là em có lo được cho anh không? Còn không ngày mai anh nói đi ship em luôn. Lấy gà. Ừ, tự nhiên con gà mà nấu như nó ngọt như nó chè vậy đó. Đúng không? Ừ, làm ăn gì vừa phải thôi em đúng không? Cái nào cũng vậy đúng không? Ta bỏ tiền ra ta chơi thì cái giá của ta chơi quay đúng theo. Thì em nên nói lời nha. Đó chứ Dũng quá bức xúc. Má con gà ngọt như nấu chè vậy trời. Mình đi ngay nữa. Ở Sài Gòn con gà có mấy trăm ngàn, 300 ngàn không? 500 ngàn. Không? Mà con gà nè, nấu cháo, nấu nè. Cái gỏi nè, không có rau ra. Nó tự nhiên má, tự nhiên. Không có cái gì què chứ, mà nó ngọt. Trời ơi, nó ngọt như nấu chè vậy đó. Thà là tụi em ăn chè. Ừ. Chứ bạn ăn gỏi gà bạn ăn chè nha. Mấy anh chị bên không nè, nên coi lại nha. Nha. Ngày mai em không trả lời thỏa đáng với em là em quậy luôn đó. Dạ. Ok. Đó, nè, em quay clip nè. Ừ. Nó ngọt, trời ơi, như nấu chè vậy đó. Chuối chát mà thành ngọt luôn hả? Ừ, trời ơi, nó ngọt như ngọt chè. Em tưởng là nấu chè không á. Tiểu đường mà không dám ăn luôn á. Nó ngọt quá là ngọt luôn nha. Nha. Yeah. Ừ, đó. Tát. Tại tao biết. Ừ. Tại tao biết chứ không phải tại nó. Không, không mà lẩu bếp này dở thì bọc. Có lẽ tao kèm miếng dao vô cho nó thơm. Ngoài mày coi cái nêm nè. Đường chanh đồ này nêm vô cho mình mới gỏi mình trộn vô mình bỏ con gà vô. Xong vô có hột phộng á, không có rồi này khỏi đặt ra. Nghe giọng em nó ghê, thấy nó hơi có màu. Trời ơi. Resort khác má.
Trời ơi, cái miệng mà chát quá rồi Trung ơi. Tính ra dùng đá rồi tính. Chị Dũng quậy quá cả nhà ơi. Quậy quá Dũng ơi. Để ta làm ăn đó má ơi. Mày coi như con trẻ thôi thiệt không.